Kính thưa quý vị, khi chúng ta nghe những cái người tiêu biểu cho những người phụ nữ gốc Việt của chúng ta, họ nói lên cái vấn đề họ quan tâm đến người nào làm được việc cho họ mà thôi. Thế thì thưa cô đến ở đây cũng lâu rồi, 43 năm. Khi nói những vị mà có mặt trên chiến trường, chúng ta thường nghe nói đến như ông Trần Thế Văn này, bà Janet Nguyễn này, ông Andrew Đỗ này, ông Tyler Diệp này, ông Tạ Đức Trí này, ông Phát Bùi này, toàn là những người mà có thể nói rằng Kimberly Hồ này mới một định cư đây nè, rồi Andy Quất nè, tất cả những người đó, rồi ông Michael Võ này, những người đó lui tới tới lui, những người đó họ đã có kinh nghiệm, họ là người Mỹ gốc Việt, họ có kinh nghiệm ấy, thì bây giờ chúng ta cũng nên tiếp tục với họ hay là quý vị nghĩ như thế nào? Khi mà anh nói tới kinh nghiệm thì là kinh nghiệm về cái gì ạ? Ồ, Ví dụ kinh là nghiệm là họ là những người đại diện cho dân, họ đứng lên họ phát biểu hay hơn, họ không có mắc cỡ, không có rụt rè, họ đi gặp ai họ xin tiền cho cộng đồng cũng dễ dàng hơn hả? Đó là những cái rõ ràng hả? Có được không? tại vì khi mà nói mà tới một cái người đại diện cho dân đó thì không cần thiết là cái người đó phải ăn nói lưu loát duyên dáng, mà phải là một cái người phục vụ cộng đồng, phải là một cái người có nhiệt huyết, cái người phải thật tình với cộng đồng, và phải mình phải có cái giống như Roxanne đã nói là phải có cái đam mê để mà phục vụ, chứ không phải là ăn nói lưu loát là cái người xứng đáng để mà được cái sự ủng hộ của cư dân. Bây giờ nói chung là muốn một người đại diện cho chúng ta tại thành phố, để mà run một cái thành phố thì nó cũng như một cái công ty, thì anh phải có những cái kinh nghiệm cần có, và mình cũng có một cái sự hiểu biết nó sâu rộng một chút xíu để mà mình có thể đưa cái thành phố mình nó đi xa hơn, để nó có thể phát triển về mặt kinh tế. Và cái quan trọng hơn hết là cái sự an toàn cho cư dân. Thì không phải an toàn là anh cứ bỏ tiền ra anh mướn mướn thêm cảnh sát, nhưng mà mình phải làm sao để mình có cái quỹ đó để mình mướn thêm cảnh sát, để mình giữ được những người cảnh cảnh sát giỏi, những người mà họ nhiệt tình, họ phục vụ cho cư dân của mình đó. Ngoài ra nó có nhiều cái lắm, nhưng mà nó phải bắt đầu từ cái người làm việc, từ đây, từ từ cái trái tim của mình, chứ không phải là một người biết ăn biết nói lưu loát duyên dáng để mà lấy được cái lá phiếu của mình. Nhưng mà xin hỏi cô một câu ngắn thôi. Thế những người đó họ là những người đồng quan điểm với chúng ta, họ chọn cái cờ vàng là cái tiêu biểu cho cái cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại. Họ có giúp cho đến ngày lễ được treo cờ. À, có chuyện gì họ tổ chức đi hàng đầu thì cái đó là một cái công trạng rất lớn vậy chứ bộ. Chứ cô không chọn những cái người mà đã quen làm cái công việc đó rồi mai mốt lên họ có tâm lòng mà họ quên đi cái sự kiện đó thì như thế nào? Bây giờ em chỉ hỏi anh như thế này. Cái chuyện mà cái lá cờ vàng, và mình giữ được cái lá cờ vàng và để cho nó tung bay trên toàn nước Mỹ này không phải là dễ. Đúng. Những người nào mà họ đã tiên phong cái chuyện đó thì dĩ nhiên là mình không quên. Nhưng gần đây là cái thời gian mà mình cần họ lên tiếng, cần họ đứng sát với cộng đồng, thì có bao nhiêu người ra đó hàng tuần để mà đứng sát với cư dân, với lại quần chúng tại quận Cam, để Đấy. lên tiếng chống cộng lại và nói là chúng tôi phản đối cái chuyện nhà cầm quyền độc tài cộng sản bán nước cho Trung Cộng. Có bao nhiêu người Thì chắc là ít thì người, tại vì không có đủ chương trình cho họ lên họ nói, nhiều khi họ cũng muốn đến họ phải phát biểu được mới nói được chứ đến mà không để cho họ phát biểu đó là cái lỗi của ban tổ chức, cần phải ban tổ chức cần phải để cho họ có cái thời gian không, phát biểu Roxanne đấy chứ. không đồng ý với anh. Rồi dạ Tại tạm vì á người ta là dân cử ở đây đó anh. Dân cử là public servant. Public servant là cái người phục vụ cho dân. Nhưng mà nếu mà anh cứ cho mình là quan ăn trên ngồi trước, anh cứ tới thì anh phải được có Không, người xếp ghế cho anh cô ngồi, và anh cứ Roxanne, dàn cô dựng cho Roxanne. anh được, anh lên anh Nhưng nói mà thì thưa anh mới đi cô, thì không được. tôi phải đến để tôi nói tiếng nói của những người tôi đại diện mà không không để cho tôi nói đầu hay là nói sau thì cái đó đâu có được. Tự Anh do. tới, anh tới, anh đi chung với cư dân là họ biết là anh đứng sát với Oh, dân. I Cái đó see. là anh đã nói lên được rất nhiều. Cái hình ảnh đó nó nói lên được rất nhiều anh, chứ không cần là anh phải cầm cái microphone anh tuyên bố là tôi chống cộng, tôi đứng với dân, tôi đứng nhưng mà tôi nói xong rồi tôi đi.
thì anh có đứng đó với dân xin đó không? Cô xin đề sau khi cô Roxanne trân trọng nói như vậy. Em đồng ý với những gì chị Roxanne đã chia sẻ. Thì thật ra đó em chỉ tham gia vào trong cộng đồng recently, right? Trong những ngày gần đây. Và trong những lần em đi á, thì giống như chị Roxanne nói, mình không cần phải là một người đưa cái microphone để mà nói. Có những cái hành động mà mình làm, mình đi cùng với người dân của mình nói chuyện, mình chào hỏi, mình tâm sự để mình nghe những tiếng nói của người dân của mình, những cái gì mà họ có concern, những cái gì mà họ có giống như là muốn cho những người lãnh đạo biết về những chuyện xảy ra trong cộng đồng. Còn nếu như mà mình không đi, mình chỉ đợi cho tới khi mà mình tới những cái chỗ và đưa cái microphone tới cho mình thì cái đó là đã quá trễ rồi anh. Nhưng mà thưa cô, có những người tôi cũng muốn đi, tôi cũng muốn tới để mang cái tâm sự của tôi, nhưng mà những người tổ chức là những người tôi không thích, làm sao tôi tới đó được? Oh, ok. Nhưng mà anh khi tới mà thì mình, dạ, mình làm việc cho cộng đồng. Giống như khi mà mình đã làm là mình đã phải có sự hy sinh. Mình phải có những cái tấm lòng mình làm vì những cái công việc chung của cộng đồng, chứ không phải là vì cái tôi, đúng không? Thì khi mà anh tới, anh nói là người ta không thích vì lý do gì, anh muốn đi, thí dụ như anh muốn đi đồng đi biểu tình hoặc là đi đồng hành với những người cộng đồng của mình, thì em nghĩ không có ai tới đó mà đẩy anh ra mà bắt anh đi ra. Em chưa bao giờ thấy cái đó. Em nghĩ là khi mà anh đi thì người ta thấy cái sự thiện nguyện của mình, người ta mới biết là cái tấm lòng của mình. Thì em nghĩ bất cứ người nào cũng vậy, khi mà giống như nãy chị Roxanne nói, người đó phải làm có cái tâm, làm từ trong trái tim của mình. Mọi người thấy cái đó thì không có ai phá được cái đó. Thế cô Thanh Mai thì cô là doanh nhân thì cô thấy như thế nào đây cái em vấn đề? Em cũng đồng ý với ý kiến của chị Roxanne và chị Cindy. Tại vì thực ra mà nói em thì thích hành động, em không thích nghe nói. Mà hãy làm đi, người dân tự động sẽ hiểu và tất cả mọi người sẽ hiểu. Sự thật bao giờ nó cũng thể hiện ở sau cái việc người ta làm. Thế thì bây giờ cô nói làm đi thì thưa quý cô, họ phải làm cái gì bây giờ này? Họ quan tâm đến cái gì bây giờ để cho cô vào nói họ làm đi? Nếu mà anh nói là họ trong chính trị bao nhiêu năm nay rồi, cả hàng chục năm, hơn hàng chục năm mà họ không biết họ làm gì nữa thì chắc là em nghĩ là họ đuổi nhà nghỉ về, đúng không? Thế bây giờ tôi mà phải nghe mình nói nữa là coi như quá muộn rồi. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Nhưng mà bây giờ cái điều thực tế nhất này, một trong những cái sự kiện mà chắc là quý vị là những người có con cái, có gia đình, có cái đời sống ở Quận Cam này có nhiều dấu hiệu, có nhiều băng đảng diễn ra. Có nhưng hôm qua thì chắc là quý vị thấy một cái sự kiện mà chúng tôi không biết nguyên nhân như thế nào, một chiếc xe ăn cắp, có một người ngồi sau đã bị cháy và người đó chết ra phía tai. Tình trạng nó liên bắn ở đây rồi, quý vị thấy cái vụ mà người 73 tuổi cũng ấy, tình trạng gọi là tội phạm diễn ra rất nhiều. Cô có quan tâm đến cái vấn đề an ninh đời sống cho cá nhân cô, cho con cái của cô, cho gia đình của cô, cho cộng đồng của cô ở trong những thành phố của cô như thế nào không thưa cô? Dạ, cái tệ nạn xã hội hiện giờ nó đang gia tăng, thì cái đó là cái mối quan tâm hàng đầu của tất cả cư dân của thành phố, chứ không riêng gì Roxanne hay là những bà mẹ trẻ hay là các vị cao niên, mà nó là một cái mối quan tâm chung của cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà rất tiếc là hiện giờ thành phố của mình cái focus đó, nghĩa là cái cô nói thành phố của mình là thành phố nào đây, nhiều thành phố Westminster. Thành phố Westminster của cô, vâng. Okay. Thế thì đến bây giờ cô đã hoàn toàn hài lòng về những gì đang có, những cái giới chức mà đại diện cho cô để cô có thể trao đổi họ về vấn đề an toàn trong khu vực thành phố của cô chưa? Dường như là cô có cần phải thay đổi không? Cô có cần phải có một cái nói sự... chung là các vị dân cử bây giờ có lẽ là bận rộn quá, cho nên là nhiều khi mình nói của họ cũng không nghe, mà cũng không dễ gì gặp họ. Thay vì cái cộng đồng mà trong cộng đồng Mỹ đó, họ không nghe thì cô không bầu, không nghe thì cô không bầu vậy thôi. Cái người đại diện cho dân gọi là public servant, là họ phục vụ cho dân. Thì khi nào mà dân gọi, dù là một dân biểu liên bang hay là dân biểu tiểu bang, là mình gọi văn phòng mình vẫn gặp được. Nhưng mà các ông thị trưởng phải nói là các ngài thị trưởng với là các ngài nghị viên thì khó kiếm quá, có đôi khi là tránh không có trả lời nữa. Thành thử là bây giờ mình muốn nêu ra một cái ý kiến cũng không phải là dễ anh đó. Mà nếu mà mình tới thành phố, mình có một cái chuyện gì đó mình cảm thấy là mình không hài lòng và mình không có liên lạc được, mình lại tới thành phố mình tìm mình nói chuyện, thì là bảo là mình là chống đối với họ. Cái cách làm việc đó nó không ai mà ở không mà để đi mà chống đối người này chống đối người kia.
Thế thì thưa, tôi xin hỏi ngắn gọn cô. Thế thì có thể cô sẽ không bầu cho người nào khi mà cô cần đến cô gọi họ không đáp ứng cái câu trả lời của cô là cô không bầu phải không? Dạ vâng. Vâng. Thế tại cô vì xin... làm sao họ hiểu được cái quan tâm của mình anh? Thế cô xin đề nghị sao khi cô Roxanne nói như vậy nè? Em đồng ý với chị Roxanne. Giống như chị Roxanne nãy giờ nói, có nói public servant, mình là một người đi phục vụ dân. Thì những gì khi nào mà dân cần hoặc là những gì mà những concern, những cái ý kiến mà họ muốn nêu lên, mà nếu như mà không nói được với cái người mà mình phải nói thì làm sao mà thành phố có sự thay đổi, làm sao mà giống như những gì mà mọi người có cái vấn đề để mà biết cái chỗ nào để mà đưa tới, đúng không? Thì phải cái đúng ra cái người đó phải reach out, phải đi tới mà hỏi người dân của mình là những cái gì họ concern. Đằng này mình tới họ mà họ không trả lời thì cái đó là không được. Có một cái sai lầm lớn trong cái nghề nghiệp của tôi bao nhiêu năm nay, đáng lý tôi phải mời mấy cô lên đây cách đây 4-5 năm về trước. Đến bây giờ hôm nay tôi nhớ đến cái vai trò phụ nữ, tôi mời mấy cô lên tôi mới biết. Đấy là người phụ nữ họ quan trọng quá, họ hiểu biết nhiều quá. Và họ đưa ra những cái, có thể những cái nhận định sâu sắc và dễ cho chúng ta có những cái dự kiện dễ dàng để chúng ta có thể bầu cho người nào đại diện của chúng ta. Đó là tôi nhận thấy cái lỗi của tôi mấy năm trước đây, không nghĩ đến những cái vai trò của người phụ nữ, mà tôi nghĩ vai trò của người phụ nữ trong cuộc bầu cử này rất quan trọng. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và chúng tôi lại quý vị trong giây lát.